tọa lạc trên đỉnh cao nhất của núi Đại Huệ, chùa Đại Tuệ xã Nam Anh Nam Đàn ghi dấu ấn Phật giáo lâu đời, là ngôi chùa cổ linh thiêng ở xứ Nghệ và vùng Bắc Trung Bộ. Đứng từ đỉnh Thăng Thiên, phóng tầm mắt, có thể chiêm ngưỡng cả một vùng xanh thắng bao quanh, như dòng Lam Giang uốn lượn, vẻ đẹp hữu tình của làng quê Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc, của ngọn núi Thiên Nhẫn, Hòn Mắt, Hòn Ngư ngoài biển Đông. Qua cổng Tam Quan, ta tìm về cõi Phật, mà vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của nó không phải ngôi chùa nào cũng có được. Chính điện của chùa là tòa nhà năm gian, kiến trúc gần với niên đại xây dựng chùa Đại Tuệ xưa kia. Các công trình khác như tả vu, hữu vu, tháp chuông được giữ nguyên nét kiến trúc, tạo quy mô bề thế, đẹp hiếm có. Trong không gian cõi Phật, chùa Đại Tuệ là nơi chứa đựng những tư tưởng lớn, hội tụ nhiều giá trị, tinh hoa văn hóa Việt. Với 12 tượng hồng ngọc, 32 tượng gỗ sâu, Đại Tuệ là ngôi chùa có hệ thống tượng ngọc, tượng làm bằng gỗ sâu nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Đại Tuệ còn có hệ thống hoành phi câu đối bằng tiếng Việt nhiều nhất Việt Nam. Hàng loạt những giá trị được xác lập đưa Đại Tuệ trở thành điểm du khách tham quan, vãn cảnh, chiêm bái lễ Phật. Vẻ đẹp của chùa Đại Tuệ được tô điểm bởi nơi đây còn phụng thờ năm vị vua Mai Hắc Đế, Hồ Quý Ly, Quang Trung, Cảnh Thịnh, Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những con người gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, chùa Đại Tuệ còn là địa chỉ tôn giáo hướng thiện nổi tiếng. Những ngày đầu xuân, lên chùa vãn cảnh, xin được chữ là để làm người, để khai minh, khai trí, khai nghề. Rời nhà chính điện, bên tà bên hữu, chúng tôi theo bước chân sư thầy vãn cảnh, hòa mình vào cõi thiêng. Chứng tích của thành cổ, những hiện vật bằng đá vẫn còn hiện hữu nơi đây, như là minh chứng của lịch sử, linh khí đất trời, của trí tuệ Phật mẫu. Thầy xin giới thiệu với hai bạn, trong quần thể chùa Đại Tuệ, thì ngoài chính điện ở nối kia và chùa nhà vua, rồi là nhà tổ, thì đây được gọi là chùa cổ. Vua Mai Hắc Đế huy động nhân dân Phật tử xây dựng đầu tiên ở đây từ năm 713, tính tới bây giờ là được 13 thế kỷ rồi. Ở đây thì có thờ một pho tượng gọi là tượng Phật Mẫu Đại Tuệ, chúng ta có thể nhìn thấy đây, tượng ngôi tượng là liều rát vàng, và đây Phật Mẫu Đại Tuệ chính là tượng trưng cho trí tuệ, đại là lớn, tuệ là tuệ giác của chư Phật. Nhờ cái tuệ giác của chư Phật đấy mà sản sinh ra chư Phật muôn đời, nên được tôn lên làm Phật Mẫu Đại Tuệ. Trai của vua Quang Trung. Vua Quang Trung đã có công rất lớn đối với việc thành lập và xây dựng nên chùa Đại Tuệ. Sau khi mà lên ngôi hoàng đế thì
Vua Quang Trung đã cấp 20 mẫu đất để xây dựng chùa Đại Tuệ này. Khi mà hành quân tốc thần ra ngoài miền Bắc, từ đây ra ngoài miền Bắc để đánh quân Thanh, thì Ngài đã cùng với quân sĩ đã đi qua đây, rồi là thắp hương cầu chư Phật, cầu Phật mẫu Đại Tuệ nơi đây gia hộ cho cái đoàn quân của vua Quang Trung thắng được quân Thanh. Đến chùa Đại Tuệ, ta hãy ghé thăm giếng ngọc. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rằng nước trên đỉnh Thăng Thiên chảy vào giếng ngọc là nguồn nước thiêng được vua chúa dâng lên tế trời đất. Cái giếng thần này thì không bao giờ hết nước. Du khách thập phương đến đây thì luôn có một niềm tin là nếu mà được uống nước của cái giếng thần này thì sẽ được khỏi bệnh, và rửa mặt bằng nước giếng thần này thì sẽ được da rẻ hồng hào, rất là mát mẻ.